chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm hạt giấy. Bây giờ ta bắt đầu. Nguyên liệu của hạt giấy gồm có một tờ giấy. Bây giờ ta bắt đầu xếp thành một hình vuông. Và mình phải xếp cho thật là thẳng. Thì khi ta xếp hạt lên thì nó sẽ đẹp, nó không có méo mó. Và mình cứ xếp chậm chậm thôi, mình đừng có xếp nhanh. Mình xếp nhanh thì mình xếp nó sẽ không đẹp. Mình lấy bút mình kẻ cho nó thẳng. Nó dễ cắt hơn. Và mình làm rất là chậm để cho mọi người nhìn thấy thì sẽ dễ làm hơn. Trước tiên ta xếp như vậy, ta xếp thật là thẳng góc. Bây giờ ta bắt đầu xếp theo hình tam giác. Đó, xếp hình tam giác. Rồi vuốt thật thẳng. Bạn và các cháu xếp từ từ, không cần mà xếp nhanh quá đâu. Xếp nhanh quá thì nó dễ bị sai lắm. Đây, cạnh này và cạnh này không kể. Đây là đường lằn số 1, đường lằn số 2, đường lằn số 3. Ta cho đường lằn số 1 và đường lằn số 3 gặp nhau. Đường lằn số 1 và đường lằn số 3 gặp nhau. Và bên này cũng vậy. Số 1, số 2 và số 3. Số 3 sẽ gặp số 1. Đó, đường lằn số 3 gặp đường lằn số 1. Là ta có một hình vuông. Và đây là bên này là hai cái đường kẻ như vậy, cái đường chẻ như vậy ta để xuống. Và ta xếp theo cái đường kẻ. Đây là đường kẻ đó, đường kẻ làm đôi. Ta xếp theo cái đường kẻ, chứ đường kia thì ta không xếp. Ta phải xếp đúng thì nó mới được. Mình phải để ý. Rồi bên này ta cũng xếp như vậy. Đó, mình xếp chậm cho các bạn nhìn thấy rõ. Ta không cần xếp nhanh đâu, xếp chậm mà nó đẹp. Và nó đúng, và bên này cũng vậy. Các bạn nhớ là cái bên này là không có cái đường kẻ. Bên này có cái đường kẻ này. Đó. Ta lấy ngón tay chỏ, ta để ngay chỗ này này. Đó. Thì nó sẽ thẳng. Đây cũng vậy, ta lấy ngón tay ta ấn xuống như vậy. Đó, thì nó sẽ thẳng.
Và bây giờ ta có cái mũi tên nhọn như vậy. Đó, ta có mũi tên nhọn như vậy. Ta xếp mũi tên nhọn xuống. Và ta mở mũi tên nhọn ra. Ta mở bên này ra, mở bên này ra. Xếp mũi tên nhọn xuống. Mình nhớ là mình xếp mũi tên nhọn xuống. Rồi ta bắt đầu mở này lên. Đó, mình mở cái mũi tên nhọn lên luôn. Đó. Đầu ta theo cái đường lằn này. Đó, cái mũi tên nhọn của ta, ta xếp như vậy, bẹp như vậy luôn. Đó, ấn xuống như vậy. Đây là cái mũi cái tâm, và vào cái tâm này. Tôi lấy ngón tay ta kẻ như vậy, kẻ theo cái đường mình xếp. Và bên này cũng vậy. Bên này cũng vậy, ta nhớ ngay cái đây là cái chỗ bẻ này đó, ta bẻ như vậy. Và ta giữ như vậy. Và ta ngật lập cái này lên. Mình cũng bẻ này xuống. Đây là bẻ mũi tên nhọn xuống. Bẻ mũi tên nhọn xuống. Và mở lên. Mở này ra, mở này ra. Và mở này ra, đó. Mũi tên nhọn ta bẻ vào đây. Đó, bẻ đây. Ta bẻ xuống. Và ta xếp theo cái đường lằn này. Cái đường lằn mình đã xếp sẵn rồi. Ở bên này cũng vậy. Và bên này vì hai bên này bây giờ thì đã giống nhau. Đó. Ta tự như đây một chiếc thuyền mà bên này nó bị há miệng ra, và bên này cũng vậy, như một chiếc thuyền mà bên này bị há miệng ra, thì ta xếp vô và ta xếp cái bên há miệng, cái bên há miệng này này, đó, ta xếp vào bên há miệng, ta xếp vô, chứ còn bên không há miệng ta không xếp. Và mình cũng để ngón tay như thế này là mình kẻ để cho nó thẳng. Ta để mình xếp chậm cho các bạn nhìn thấy. Và bên này ta cũng xếp vô. Ta lấy ngón tay ta kẻ ngoài này, đó. Cho nó thẳng. Và bên đằng sau này ta cũng xếp vô. Ta lấy ngón tay ta kẻ như vậy nè. Đó, ta để như vậy cho nó thẳng. Và bên này cũng vậy. Ngón tay ta kẻ như vậy nè. Và đây, hai bên này đã giống nhau, bên này và bên này giống nhau. Và mình nhớ là bên này nó có một cái kẻ, một cái kẻ như vậy, bên này có một kẻ như vậy. Nó cái cạnh như vậy, bên này có một cạnh như vậy. Ta bắt đầu để coi như vậy.
mở như vậy và mở qua như vậy, mình xếp qua như vậy, nó đang như vậy. Nó đang như vậy. Đó, thì mình xếp qua như vậy. Đó, không thấy cái khe nữa. Và bên này cũng không thấy cái khe nữa. Đó, bên này không thấy cái khe nữa và bên này không thấy cái khe nữa. Ta bắt đầu xếp xuống. Ta xếp xuống như vậy. Xuống sát ngay cái chỗ này. Sát ngay chỗ này. Và bên này ta xếp xuống sát như vậy. Bây giờ ta mở cái bên hai bên này ra. Ta cho cái này vô, ta cho cái hai cái một cái đầu một cái đuôi vào. Đó, ta kẹp coi như vậy. Ở bên này cũng vậy, ta kẹp coi như vậy. Các bạn nhìn thấy không? Đây nhá. Mình mở cho các bạn coi lại này. Mình mở cho tất cả mọi người xem lại. Đây là hai cái đường kẻ. Hai cái kẻ như vậy. Ta bắt đầu ta mở ra như vậy. Đó, ta mở ra như vậy. Ở bên này ta mở ra như vậy. Thì không còn hai cái kẻ nữa. Không còn hai cái kẻ bên này nữa. Và ta xếp xuống như vậy. Bên này xếp xuống như vậy. Xong bắt đầu ta để nó như vậy. Ta mở bên này ra. Và mở bên này ra. Thì đây là hai cái cánh. Cánh mình xếp sát xuống. Mình xếp sát xuống dưới này. Ở bên này mình xếp sát xuống này luôn. Và đây là cái đuôi và là cái đây là cái đầu. Mình bắt đầu bẻ cái đầu nó xuống. Bẻ đầu xuống. Và mình bóp cái cổ nó lại. Đó, bóp cái cổ nó lại. Ta bẻ đầu xuống và ta cũng bóp cái mõm nó lại. Và ta kéo cái đuôi ra. Kéo cái đầu ra. Và ta cầm một bên. Một bên này và một bên này. Đó, ta cầm nó kéo ra. Bên này và bên này. Mình cầm nó kéo ra. Đó, mình thò tay vào cái cổ với cái đuôi. Và ta cũng để cho nó ba cái cạnh, bốn cái cạnh nó như vậy thì nó con khạc của ta đứng cho dễ. Vậy là ta đã hoàn thành một con hạc. Và đây là hạc mình chấm cho nó một tí xíu ngay cái mắt nó thì cho nó sẽ đẹp hơn. Các bạn nhìn thấy không? Con hạc của mình nó có cái lưng đàng hoàng. Đó là mình phải cầm một bên này về bên này kéo ra như vậy. Đó. Và mình kéo ra như vậy. Thì nó sẽ có cái lưng. Và bây giờ mình đã có một bầy hạc. Và mình sẽ để cho các bạn và các cháu nhìn thấy nè. Nhìn gần này rất đẹp. Con hạc của mình nó có cái lưng. Là do mình cầm cái này mình kéo nè. Đó mình kéo ra như vậy. Và mình kéo ra như vậy. Thì nó sẽ có cái lưng. Các bạn và mọi người chú ý này, khi ta muốn hạc ta có lưng thì ta cầm một đầu này và một đầu này ta kéo, đó, ta kéo như vậy. Thì con hạc của ta sẽ có cái lưng rất đẹp. Đó. Nó có cái lưng đẹp không? Và khi ta làm không được thì thí dụ như ta mở khi xếp giấy, ta mở cái ta tắt máy. Ta mang máy điện thoại ta để. Ta mở xong rồi ta tắt máy. Xong tới khúc khác ta lại tắt máy. Xong cái khúc khác ta tắt máy. Xong ta mở. Ta vừa làm vừa mở máy. Thì ta mới dễ làm được. Chứ còn nếu mà mình cứ nhìn thoáng qua mình làm rất khó. Ví dụ như các bạn
xếp giấy xếp vuông hay là xếp xéo, mình tắt máy xong rồi bắt đầu mình lại coi một chút xíu, mình tắt máy thì mình làm rất là dễ, coi như mình đi từng bước một. Còn nếu ta nhìn một lần thì ta làm rất là khó. Vậy là ta đã hoàn thành hạt giấy. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và mình cũng nên tập cho con cháu mình làm, bởi vì làm thì cho nó có kiến thức, cho nó biết biết làm thủ công hay là cái gì đó. Mình nên cho tập cho con cháu mình làm những cái này rất là hay. Lúc đầu mình cũng xếp mãi mới được, chứ không phải là mình xếp một lần được đâu. Mình cứ cố gắng là mình xếp được hết. Mình cứ nghĩ rằng cố gắng nhẫn nại là ta sẽ xếp được. Bởi vì lúc đầu mình cũng xếp mãi mới được, chứ không phải mình xếp một lần mà được. Đó. Bây giờ mình xếp rất là đẹp.